một phiên tương đối đặc biệt của thị trường. Phiên này vì sao chúng ta lại gọi là một phiên đặc biệt? Một là anh chị có thể hình dung là hôm nay thị trường ta có một cái tình trạng nó xảy ra mà rất lâu nó mới xảy ra trở lại. Đó là cái hành động mà thị trường của chúng ta bị lag cái bảng điện hay còn lại bị đứng hình. Tuy nhiên thị trường vẫn vận động nha. Vậy là bảng giá cái nó hiển thị không được thôi. Chứ hôm nay chúng ta đặt lệnh thì nó vẫn vào. Cái thứ hai là sau khi có những cái hành động nó xảy ra, thị trường lại trở qua rất là nhiều cái biến cố. Hôm nay anh chị có thể hình dung là cái thanh khoản thị trường lên rất cao, đó khoảng hơn 1,3 tỷ cổ phiếu là đến từ dòng họ FLC, người ta giao dịch với khối lượng tương đối khổng lồ. Cái thứ hai nữa là cái sự phân hóa của thị trường năm đánh giá nó là tương đối lớn. Cái thứ ba nữa là lúc này thị trường nó sẽ có nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan sát trong cái tuần này, đó chính là cái tuần mà thông tin bắt đầu rò rỉ, và đặc biệt là những cái cổ phiếu lên nóng đang có những cái dấu hiệu mà anh chị có thể hình dung được là nó khác biệt so với những cái dấu hiệu trước đó, và nó khác biệt như thế nào và cái tình trạng này nó xảy ra làm sao. Thì chúng ta sẽ dùng vào cái chỉ số của thị trường nè. Anh chị thấy ở đây VN-Index giảm 24 điểm, tuy nhiên VN30 chỉ giảm nó đó khoảng 17 điểm thôi. Trong phiên thì chúng ta có thể hình dung là đôi lúc VN30 và VN-Index bằng điểm nhau, xê dịch lên xuống không quá 0,5 hay là một điểm gì đó. Tuy nhiên kết phiên chúng ta có thể thấy VN-Index giảm nhiều hơn và VN30 giảm ít hơn. Nó cho thấy điều gì? Nó cho thấy là cái sự yếu tố và mặt là cái yếu tố điều chỉnh rất mạnh của những cổ phiếu penny và midcap trong ngày hôm nay, người ta điều chỉnh rất sâu, đặc biệt là vào ATC. Thế thì mà những gì mà chúng ta cần phải quan tâm thì chút nữa Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư ha. Anh chị có thể thấy hôm nay nước ngoài thì người ta bán ròng đâu đó khoảng 4,73 tỷ và tập trung chủ yếu vào CII. Tự doanh thì hôm nay nó chưa có cái thống kê. Thế thì chúng ta cần phải lưu ý những gì vào phiên ngày mai, cũng như các hành động của phiên hôm nay nó nói lên những vấn đề nào, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì cũng chào mừng tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quay trở lại kênh YouTube của Nam ha, Nam Invest. Thì hôm nay Nam quay lại làm cái video để anh chị hình dung về một số cái biến động của ngày hôm nay, cũng như là những gì mà chúng ta cần phải quan tâm đối với cái việc là thị trường giảm điểm. Giảm như thế này là tích cực hay tiêu cực và sự phân hóa của thị trường nó như thế nào? Để đầu tiên là nếu anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nam, cũng như là khi mình coi video ấy nhớ ủng hộ Nam bằng nút like nha. Ok, chúng ta quay lại chúng ta phân tích VN Index. Đối mình thì cái việc cái gap này mình không nghĩ lắp lại sớm như vậy. Cái việc lắp lại gap ở đây nó vô tình làm cho thị trường của chúng ta ở trong trạng thái là tương đối là nó sẽ yếu hơn. Thông thường nó tăng lên thì nó sẽ tốt, nhưng mà cũng không thể trách được. Bởi vì sao? Bởi vì một số mã bất động sản nó lại lên quá cao rồi, và đặc biệt là những cổ phiếu mid cap hay là vừa penny ấy, nó đã thu hút dòng tiền rất lớn trong các giai đoạn vừa qua, thì áp lực chốt lời của nó xảy ra trên thị trường nó là hiển nhiên. Cái thứ hai nữa là cái việc VN-Index VN30 nó đang vận động không có cùng pha, nên là cái lúc này cái yếu tố về mặt chỉ số của thị trường bản chất chúng ta không nên dòng ngó nó quá nhiều. Chúng ta nên chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu xem thử là thí dụ như nó tăng như vậy thì điểm mua nó ở đâu, hay là chúng ta nên rút lại, hoặc là những cổ phiếu nó đang điều chỉnh thì chúng ta có nên tham gia, hoặc là cái mẫu hình của nó như thế nào, thì chúng ta chú ý vào những cái điểm đó thì em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Còn cái việc mà thị trường chúng ta vận động lắp ráp hay không lắp ráp thì mình nghĩ nó không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì nếu mà thị trường chúng ta vận động, những cổ phiếu VN30 đi ngang, những cổ phiếu VN-Index mid cap penny nó đi lên, thì bản chất chúng ta coi chỉ số nó không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau cái phiên ngày hôm nay thì Nam nghĩ là nó sẽ có một số cái hành động mà anh chị cần phải lưu tâm trong những cái yếu tố vận động của thị trường trong những cái giai đoạn như thế này. Ví dụ anh chị có thể thấy VN-Index ở đây nó lấp lại, quay xuống lấp gần những cái gap ở đây này. Nam nghĩ cái này tỷ lệ nó rất thấp thì nó lấp lại luôn. Hai nữa là lúc này thị trường ta tích lũy đang chờ đợi một cái yếu tố xu hướng mới, còn cái này nó thể hiện cái việc là thị trường ta đang bắt đầu đảo dòng rồi. Cái thứ ba nữa là anh chị có thể hình dung là khối lượng hôm nay thị trường tương đối bùng nổ. Nó đến từ việc cái con FLC này nè, giao dịch với một thanh khoản tương đối khổng lồ. Anh chị có thể hình dung đây là một cái số liệu Nam nghĩ là nó không đúng. Bởi vì hôm nay cái dữ liệu trên VND nó bị lag đi một khoảng thời gian. Nếu mà chúng ta coi kỹ thì có vẻ là hình như là con FLC này phải giao dịch khoảng 130 triệu cổ phiếu mới đúng. 130 triệu cho so với cái tổng số lượng lưu hành là khoảng 700 triệu. Thì mình nghĩ đây là một cái lượng giao dịch khá lớn. Còn các vấn đề như thế này nó chỉ đóng góp thanh khoản cho thị trường. Còn đối với các cổ phiếu là nó đi lên cao thì đa phần nó đã không có điểm mua rồi. Còn chúng ta FOMO vào những cái điểm nào gặp áp lực ở đây thì mình chưa biết là nó tăng hay nó giảm, nhưng mà lúc nào cái yếu tố dao động lớn, khối lượng to mà giá giảm lúc nào nó cũng sẽ không hay lắm. Anh chị lưu ý một số cái điểm như thế. Và hôm nay nó sẽ có rất nhiều mã cổ phiếu, đặc biệt là những cổ phiếu dòng đầu tư công là một này, dòng bất động sản là hai, những cái dòng đã lên rất nóng trong các giai đoạn vừa qua và nó có yếu tố bị dồn ngược vào trong ATC. Thì chúng ta hình dung là trong ATC mà nó dùng ngừng như thế thì nó lại nói lên cho vấn đề nào. Ví dụ một số mã như là con Long Điền đây đi, cả ngày nó giá trần nhưng mà ATC nó úp một cái lại là giá sàn. Là chúng ta có thể hình dung những hành động này như thế nào. Thông thường là những cái yếu tố này nó mang yếu tố tương đối rủi ro đối với cổ phiếu. Anh chị hình dung là hôm nay có rất nhiều cổ phiếu mã bất động sản nó giao dịch như thế này, tức là trong ATC nó bán sàn mất, không biết ai bán có khối lượng lớn như thế, mà rõ ràng trong phiên giá trần nó không bán đi. À, chúng ta có thể hình dung những cái vận động của thị trường trong lúc này nó rất là lạ và nó rất là kỳ quặc đó, là anh chị hình dung như thế.
Thì hôm nay mình sẽ nói về một số cổ phiếu có khả năng quay lại tích đỉnh. Còn các cổ phiếu mà nó không có khả năng quay lại tích đỉnh hay là khả năng nó ít thì mình sẽ không đề cập tới. Tức là hôm nay chúng ta sẽ nói là khả năng của những cổ phiếu sống. Thế thôi, còn các vấn đề về các cổ phiếu vận động như thế nào thì rõ ràng hôm qua mình đã nói với anh chị nhà đầu tư. Những cổ phiếu bất động sản nó đã lên quá nóng hoặc là nó ngoài cái phân tích kỹ thuật đi thì tốt nhất chúng ta không phân tích được. Bởi vì phân tích lúc nào cũng sai cả. Chúng ta làm sao phân tích nó chỉnh cũng không đúng, bởi vì ngày mai nó lại tăng. Tức là chúng ta nó chỉ cho chúng ta biết một cái hành động là đang tập cho chúng ta một cái thói quen. Một là gì? Một là cổ phiếu chỉnh xuống, bán là mất hàng, mua là thắng. Đó là một cái hành động, đó là chỉnh là mua, là rất là đơn giản đúng không ạ? Thứ hai này là anh chị có thể hình dung là trong cái phiên á, mà lúc đó một cái hành động mà tổ chức người ta bán ra hoặc là cổ phiếu nó có dao động về mặt là nó điều chỉnh xuống, đó là nó rớt xuống. Và khi nó rớt xuống như thế thì làm sao là có nhà đầu tư thấy cái vấn đề đó xảy ra và họ được phép bán cổ phiếu đi, thì lúc đó cổ phiếu nó hồi ngược lại, họ tiếc nuối và quay trở lại mua. Thì lúc này anh chị lưu ý là cái hành động mà cho nhà đầu tư cá nhân họ được quyền bán ra chút lại ấy, đó là một cái hành động mà tổ chức người ta còn khá nhân từ. Còn tuy nhiên những cái hành động như là bán trong ITC như CAI như thế này, có lúc nó tăng rất cao lên đâu đó khoảng 61 và cổ phiếu đạt về 53.9, bay đâu đó khoảng 7-8 giá, tương đương khoảng 12-14% như thế này, thì nên đánh giá nó rất rủi ro. Anh chị lưu ý đặc biệt những cái lúc này nó lại bán trong ATC. Tức là sao? Tức là trong phiên chúng ta đang vô tình là không có trở tay kịp. Thà như trong phiên nó bán, hoặc là cổ phiếu nó lực cầu nó yếu đi, hoặc là lực tung nó nhiều lên, chúng ta có thể hành động được. Nhưng mà trong ATC gần như có mấy phút chúng ta không dám hành động, và chúng ta không biết được là cái lệnh cuối cùng nó như thế nào và cuối cùng nó úp một cái như thế. Thì nên đánh giá đây là một trong những cái hành động nó tương đối rủi ro. Tuy nhiên hôm nay có rất nhiều mạng cổ phiếu có khả năng sẽ quay lại tích đỉnh, nhưng mà có rất nhiều mạng cổ phiếu thì có khả năng sẽ không. Vì thế Nam sẽ nói với những cổ phiếu có khả năng quay lại tích đỉnh thôi, còn những cổ phiếu nó đã lên quá cao và biên lợi nhuận nó quá nhiều thì đối với mình cũng đã nói với anh chị nhà đầu tư là thà như là nó chạy, chúng ta cầm nắm cổ phiếu chứ chúng ta không nên tham gia. Bởi vì cái lúc mà chúng ta tham gia mà cái điểm mua nó không an toàn thì mức độ rủi ro nó cực kỳ cao. Và đặc biệt anh chị lưu ý trên thị trường tài chính là cái khó khăn nhất và đặc biệt là một trong số những cái rủi ro nhất của thị trường, đó chính là thanh khoản. Thanh khoản khi lượng cung bán ra quá lớn và lượng cầu người ta không tham gia được, người ta không tham gia để mua vào, tức là chúng ta bị kẹp và bị chôn á, thì những thời điểm đó là những cái rủi ro. Thà như anh chị nắm giữ những cái cổ phiếu nào mà anh chị bán ra được, mặc dù anh chị cắt lỗ nhưng anh chị vẫn cắt được đỡ, hơn là những cổ phiếu anh chị không cắt đi nó không cắt được thì nó rất rủi ro cho nhà đầu tư. Và đặc biệt trong những cái thời điểm như thế này thì giống như Nam nói với anh chị ngày nhà đầu tư trong video ngày hôm qua á, một cái tuần mà ví dụ như một số cổ phiếu bất động sản mà nó gặp một số cái biến cố và thêm một số cái thông tin như là Tân Hoàng Minh người ta có cặp hay không cặp, bản chất nó không quan trọng. Ví dụ như nó cặp cổ phiếu thì làm sao ạ? Thì lúc này nó cũng sẽ có những cái động thái, giả sử như cổ phiếu nó rớt xuống thì người ta đã kêu là nó đã phản ánh vào cái quá trình tăng giá của cổ phiếu rồi. Còn nếu mà người ta không cặp thì đương nhiên cái việc điều chỉnh hoặc là rớt của cổ phiếu nó đang là cái vấn đề, gọi là nó là một cái quả bong bóng, nó thổi lên rất cao và nó chích ngò cho nó bẻ ra thôi chứ nó chả có vấn đề gì cả. Còn những cổ phiếu nó anh chị lên đọc vào cái tài chính của nó, cái yếu tố là kết quả kinh doanh như thế nào, lợi nhuận ra sao, thì anh chị cứ lên coi xem là cái mức độ thổi phồng giá nó tốt hay là xấu thì anh chị tự đánh giá. Còn đối với mình, các vận động cổ phiếu khi nó đã lên vào các yếu tố bơm thổi nó quá lớn thì đa phần chúng ta nên giữ lại và giữ tiền, thì đang nghĩ nó sẽ tốt hơn là cái việc chúng ta ráng mua đuổi hoặc là chúng ta ráng ăn những cái nhịp phía sau của cổ phiếu, thì đang nghĩ nó sẽ không ok lắm. Ví dụ như con sale này trong ngày có lúc nó lên tới giá 100, cuối phiên bay đâu đó khoảng 17 giá, đóng cửa giá 83.3, chưa biết ăn hay thua, cổ phiếu rớt hay là rất tiếc và là ngày mai hồi phục, thì ngày mai chúng ta chứng kiến cái vấn đề đó. Còn bây giờ mình sẽ đi phân tích xem là những cổ phiếu nào là những cổ phiếu có khả năng sống, tức là sống là cổ phiếu có khả năng quay lại tích đỉnh. Còn những cổ phiếu mà Nam đánh giá là không có yếu tố về mặt quay lại tích đỉnh thì mình sẽ không đề cập cho các yếu tố mình phân tích cho anh chị nhà đầu tư nha. Bởi vì lúc này các cổ phiếu nó ngoài cái phân tích kỹ thuật thì một số các yếu tố về mặt khả năng tích đỉnh của cổ phiếu, lý do vì sao thì Nam sẽ bắt đầu là hướng dẫn cho anh chị chúng ta nắm bắt một số thông tin. Còn những cổ phiếu mà nó lên quá cao và những cái yếu tố biên lợi nhuận nó quá lớn rồi, anh chị đánh đầu quá thành công rồi, thì các vấn đề dao động phía sau của cổ phiếu chúng ta sẽ khó biết. Bởi vì là nó trần sàn hôm nay ngày mai nó sẽ rất khó cho chúng ta hình dung và chúng ta đi phân tích. Anh chị lưu ý nha. Đầu tiên ví dụ đất xanh, những con này sẽ quay lại tích đỉnh. Một là nó mới lên, hai là dòng tiền nó vào, ba là nó bị bán hôm nay không sàn, bốn nữa là anh chị lưu ý là những cổ phiếu này nó chưa chạy được rút, tức là nó đang thiếu đến một nhịp tăng, thì những cổ phiếu này có khả năng quay lại tiếp đỉnh, tức là cái đỉnh của nó khoảng giá 41 ở đây, xác suất nó quay lại đây khá cao. Và trong cái lúc mà những cổ phiếu bất động sản nó vận động như thế này nè, thì những cái con nào nó đang có câu chuyện thì nó cũng sẽ đánh, chứ không phải là nó chết hết đâu. Nên anh chị lưu ý hôm nay là cái ngày hiệu ứng chung của toàn bộ cái ngành này. Tuy nhiên là những cái mã nào mà nó vẫn có câu chuyện, dòng tiền nó vẫn ở đây, thì nó vẫn sẽ có động thái và kéo giá trong các phiên tiếp theo. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu như DSG là khả năng tích đỉnh của nó cao. Mặc dù là cả dòng nó có yếu tố bị bán trong ATC nhưng không phải con nào cũng xấu. Có những cái con nó sẽ quay lại tết, có những cái con thì Nam nghĩ nó sẽ không đâu. Nên anh chị lưu ý một số cái điểm như thế nha.
Chúng ta nói về Nam Long mà. Tối nay Nam nghĩ có khả năng test định. Khả năng nó quay quay đâu đó lên lại giá khoảng 64. Còn cái vấn đề có bứt được đỉnh hay không thì mình không biết, nhưng khả năng con này nó sẽ dựng giá quanh đây. Tức là hôm nay nó bị bán trong ATC và các yếu tố về mặt cổ phiếu này chưa chạy được rút thì có khả năng nó sẽ không chết, nhưng mà các yếu tố về mặt khả năng quay lại test định của nó đâu đó khoảng 60%. Nó sẽ quay lại nó test đâu đó khoảng giá 63, 64 gì đó. Còn những con này thì đương nhiên là nó không mua rồi. Bởi vì đây là những cái vùng đỉnh trước của nó, tham gia những cái điểm này nó tương đối rủi ro. Anh chị lưu ý như thế. Thứ hai là NDN, những con này thì nó ở dưới rồi, nó ở kênh dưới rồi. Nó chỉ có một cái hỗ trợ rất mạnh ở đây và kỳ vọng nó không thủng thôi. Còn nếu nó thủng mức giá 18.9 hoặc là 18.5 gì đó thì cái nền dưới của nó tiếp theo là 16 là tương đối rủi ro nha. KDH, những con này có khả năng quay lại tới đỉnh cao. Bởi vì nó mới rớt xuống và toàn bộ cái vùng này đều là hỗ trợ. Hai nữa là cái yếu tố chạy cũng như là nhìn vào cái khối lượng này, anh chị có thể thấy mức độ đeo bám nó không quá cao. Nên nó ra những con này có khả năng quay lại test cái đỉnh này đâu đó khoảng giá 56. Còn đương nhiên điểm mua thì không. Test đỉnh là làm gì? Để cho anh chị có thể biết đó là chúng ta có khả năng về bờ hay không. Nếu chúng ta chốt đu ở đây còn các yếu tố anh chị mua dưới đây thì biên lợi nhuận nó đã quá cao rồi. À, tiếp theo là gì ạ? Nhà từ Liêm con này hơi xấu nha. Hôm nay nó bị bán khối lượng khá lớn, mặc dù biên nó hơi nhỏ. Tức là cái biên độ này nè, nhỏ nhưng mà khối lượng nó hơi to. Thì thông thường những cổ phiếu này mình chỉ quan sát thôi, không nên hành động gì cả. Còn xu thế của nó hiện tại đang không tốt. Nếu mà nó lên được tới đỉnh này thì nó mới ok, còn nếu nó không về được thì anh chị lưu ý là những cái vận động như thế này là mình giá là không được ok lắm. Nhá, lưu ý. DRH, những con này ok. Khả năng con này thì chỉ có gặp khả năng điều chỉnh thôi. Điều chỉnh sau đó test lại đỉnh ở đây. Còn các vấn đề phía sau này mình sẽ chờ cái quá trình test đỉnh của nó có thành công hay không. Anh chị lưu ý nha. Hà Đô này, những con này trước mắt nó sẽ kéo vào mức giá 62 cho biết thì sau đó nó mới tích lũy ở đây. Con này khả năng test đỉnh của nó còn phải chờ. Đây là một cái nhịp gãy nền của nó. Còn cái nền tiếp theo của nó về sẽ là bao nhiêu ạ? Nền nó khoảng 61. Còn con này tích lũy nền ở đây có bước lên lại được hay đỉnh hay không mình không biết, nhưng mà các yếu tố gãy nền này trước mắt sẽ về mức giá khoảng 61, 62 tích lũy lại được ở đây thì nó mới ok. Anh chị lưu ý nha. SR, những con này có khả năng bứt được. Không phải là, tức là lúc này những cái con nào nó đang có những cái câu chuyện riêng, dòng tiền nó chưa thoát ra được thì những cái pha này nó đánh lên thì anh chị vẫn có thể cầm nắm cho tay cái khoảng cỡ giá 28 đối với những mã như là SCR nha. Còn những mã khác thì năm phân tích nó sẽ hơi khó, khi nó đã lên quá nóng thì áp lực điều chỉnh của nó là bình thường. Còn anh chị phải hình dung là những cái hành động mà nó bị bán gấp trong ATC thì trần và sàn như thế, tức là nó đang không cho chúng ta trở tay, mà không cho chúng ta trở tay thì chúng ta phải chờ xem là ngày mai là nó có cứu hay không. À, lưu ý một số cái điểm như thế nhé. Tiếp theo đầu tư công ta có gì ạ? À, những con này thì lên nóng là anh chị có lại thì cứ tự chủ động thôi. Trong phiên đang có lúc giá cao ATC bán sàn như thế này không biết đâu. Và những cái thời điểm của những cổ phiếu như thế này thì chỉ có chặn lại thôi. Lưu ý nha. FCN này tăng lên giá trần sau đó bị tụt trở lại thì con này có khả năng test đỉnh nha. Tức là nó không bị bán quá mạnh thì những con này vẫn có khả năng test đỉnh. C4G, những con này nó sẽ tích lũy ở đây. Nhìn chung là chưa quá xấu, tuy nhiên con này lên quá cao là anh chị nên chặn lại. Theo cái biên mà Nam đưa cho anh chị ở đây nè. G36, những con này có khả năng test lại cái vùng đỉnh giá 27, tức là nó sẽ lên trên này một lần nữa. Đây là những khả năng test đỉnh của cổ phiếu. LCG, con này có khả năng quay lại test đỉnh nha. Đối với những mã này thì nó mới bước phiên này, phiên này nó bị bán gấp trong ATC, tức là nó đang bị có yếu tố bị úp chung, nhưng mà nó chưa bước lên quá nhanh và quá cao nên đâu ra cái lượng nhà đầu tư đeo bám trong giai đoạn này mình đánh giá không quá lớn. Vì thế khả năng nó quay lại nó test đâu đó vùng giá 26 chấm ít là khá lớn. Vì thế anh chị đều nắm LCG thì có thể chờ nó test lại mức giá 26 là chúng ta hãy xử lý ra. Còn lúc này cổ phiếu nó rớt về hỗ trợ thì anh chị hạn chế xử lý. Đó là một số cái mã dòng bất động sản và dòng đầu tư công mà anh chị cần phải quan tâm. Ví dụ như HBC này, những con này bị bán trong ATC, có khả năng quay lại test đỉnh không? Có, con này có khoảng 40% quay lại test cái đỉnh này, anh chị lưu ý nha. CTI này, con này giữ được thì nhìn chung là đối với những dòng bất động sản của dòng đầu tư công mà giữ được như thế này là khá khỏe, tuy nhiên những con này chỉ nên chặn lại, chúng ta không nên mua. À, đó là một số cái dòng cổ phiếu nóng ở thời điểm hiện tại mà anh chị cần phải quan tâm xem thử là nó có khả năng test hay không. Nhìn chung không có quá nhiều cổ phiếu có khả năng test lại đỉnh đâu. Đa phần nó sẽ có những cái vận động rất là khó đoán. Vì thế anh chị chúng ta cần phải quan tâm khi mà những cổ phiếu nó không có những cái điểm mua thì chúng ta hạn chế chúng ta lao vào. Và những cái cổ phiếu mà nó vận động theo dạng mà bán ngược trong ATC thì mức độ rủi ro của nó sẽ khá lớn. Đó là cái hành động rất là quyết liệt của tổ chức vào cái thời điểm mà nó không cho chúng ta trở tay. Nếu mà trong phiên mà cổ phiếu nó liệm dần hoặc là nó yếu dần thì anh chị vẫn có thể bán được. Tức là may ra chúng ta cũng thoát được, nhưng trong ATC đa phần chúng ta chỉ có ngồi im và quan sát, cũng chả biết ATC giá nào thì đùng cả nó sàn. Đó là hành động của tổ chức. Anh chị hình dung một số cái điểm như thế. Một số mã như FLC, con này giao dịch cả 100 triệu, 30 triệu cổ phiếu.
trong khi lưu hành có 700 triệu cổ, giao dịch khoảng 20-30% như thế này là rất là kinh ha. Rớt nè, con này đóng góp thanh khoản cực cao 50 triệu cổ mà. Hôm nay lúc sáng trần là chiều sàn như thế này là rủi ro của những cổ phiếu không có chịu mua, tức là lên quá cao. Nó đu ở đây thì cái yếu tố rủi ro của ta cực lớn, đặc biệt những con này là không mang có yếu tố cơ bản. Nó chỉ có dòng tiền FOMO ở thời điểm hiện tại, cái yếu tố cơ bản không hỗ trợ cho nó thì nó rất rủi ro. Thông thường trong giai đoạn này thì chúng ta phải ráng, chúng ta đánh những cổ phiếu này chỉ đánh tỷ trọng nhỏ thôi, mà ra mất thì mất ít, nhưng mà chúng ta đánh nó tin thì mức độ rủi ro của ta rất cao. Thứ hai, AMD này, con này được cơ bản anh chị nghiên cứu nó có gì đâu, support tăng giá của nó chỉ là thổi lên cho tổ chức người ta thoát thôi, chứ còn bản thân những cổ phiếu nào giao dịch rất rủi ro. Hiểu AAA này, con này lên bắt đầu nó mới lên, phim này đạp sàn xuống trong ATC như này là một trong những cái động thái con này vừa lên nhưng khả năng test đỉnh của nó vẫn có. Nếu anh chị nó có AAA thì chúng ta cứ nắm giữ qua cho nó quay lại nó test cùng với 23 rồi chúng ta hạn xử lý nó ra. Nên anh chị lưu ý đó là một số cái cổ phiếu mà hôm nay nó bị bán ngược trong ATC và khả năng quay lại test đỉnh của nó vẫn có. BCM này, những con này cũng như thế, nó mới bứt lên hai cây thì phiên này không đủ cái chiều để nó úp nhà đầu tư, bởi vì dòng tiền nó mới vào hai phiên này thôi, vì thế các khả năng của nó vẫn test là cái vùng định giá 80 là khá cao, nên anh chị nó có những cái mã như BCM thì anh chị cứ nắm giữ. Còn những cái cổ phiếu kia thì chúng ta cần phải vận động của nó như thế nào cho các phiên sau xem nó tốt hay nó xấu đã. Còn lúc này thị trường nó đã có những cái phiên như thế này thì chúng ta được chú ý vào những cổ phiếu có mức độ điều chỉnh ít hơn thị trường, hoặc là những cái yếu tố về mặt dao động của các cổ phiếu mà nó có dòng tiền riêng thì chúng ta sẽ chú ý nó trong giai đoạn sau. Thế thì chúng ta sẽ thấy một dầu khí BVD này, con này lên trên này kệ nó đó, nó lên trên này gặp áp lực bán 32 đúng không, khi nào vượt 32 người ta lại mua, còn những cổ phiếu này nó bị bán trong lúc này thì nó không phải là cái vấn đề quá lớn. Nó lên trên này nó rủ xuống nhà tôi có lại không vấn đề gì cả. Những con này anh chị nên chờ cái mẫu anh cốc có tay nó xảy ra thì anh chị tham gia trong giai đoạn sau. Anh chị lưu ý đó là con gì ạ? BVD nha. BVS những con này lên cái kháng cự lớn thì lúc này mình chờ vượt đỉnh mình mua. Còn lúc này dao động dưới đỉnh thì cứ kệ nó sẽ có những cái vận động giống BVD. Đây nó tạo ra một cốc này, tạo ra một cái quay này nó sẽ rất đẹp. À, lưu ý số cái điểm như thế. BLX những con này thì chờ thôi. Nam nghĩ nó cũng sẽ giống như những con kia, tức là nó phải vòng lên trên này, tích lũy lại một nhịp nữa thì nó mới bứt được. Đó là một trong những cái trạng thái nó về đỉnh retest và nó bứt lên, nó thể hiện được ý chí rất mạnh mẽ của tổ chức. Ga này, những con này thì nó vào cái form này thì mua, không vào form thì thôi. Cái điểm mua của chúng ta phải là một đỉnh và điểm mua đầu tiên của nó phải là 120 nếu có sự retest thành công. Còn các vấn đề cổ phiếu nó dao động dưới đây thì Nam nghĩ không phù hợp tham gia. Vậy chúng ta chắc gì nó đã lên được cái đỉnh, tức là nếu nó lên được trên này nè thì lúc này nó thể hiện là tổ chức người ta muốn đánh lên. Còn nếu nó không lên được thì lúc này cổ phiếu nó vẫn ở dưới thì mình không vào. Anh chị lưu ý số cái điểm như thế nha. BBT này đang vào cái form này mà thuộc vào đây là quá sâu, vì thế những cổ phiếu nó bứt lên này, nó giảm một phát ngay về nền thì thôi chúng ta tạm bỏ con này ra và chú ý nó trong một cái giai đoạn khác, không phải là bây giờ. BBC thì những con này vẫn giữ được quanh cái nền, tức là cái biên pivot, cái đỉnh đa vát của nó ở đây, tức là điều hành cái biên này thì anh chị vẫn có thể kỳ vọng được, bởi vì những con này vẫn đang tích lũy ở nền chưa bứt phá thì nhìn chung vẫn ổn. BR này những con này bứt lên gặp áp lực điều chỉnh thì nó chỉnh thôi, khi nó đã lên được tới đỉnh nó đã thể hiện được ý chí của tổ chức rồi. Rồi tới những cổ phiếu nó anh chị vẫn có thể chờ được những cái nhịp phía sau của nó. Rủ như thế này mà quay trở lại ngay thì những cổ phiếu nó sẽ rất mạnh, vì tới những cổ phiếu như BR anh chị vẫn có thể kỳ vọng nha. Những con này tích lũy này tạo ra một cái quay cốc vào đây bứt phá, nó sẽ là một trong những cái điểm khá tốt đối với những số cổ phiếu như là BR. Oi này, con này lên chỉnh nó test đỉnh nó bình thường, không phải là cái vấn đề quá xấu đâu, anh chị có được cái năm. Bao này những con này bị bán trong ATC nó là chạy một cái biên rất là lớn rồi, chạy từ 14 lên đâu đó khoảng 20 mấy là 13, 14 lên đâu đó khoảng 20, 22, 20, 21 rồi, nó chạy khá cao rồi, gần là 100% với nhà hàng, thì thế khoảng 60, 70% gì đó. Vì thế những cổ phiếu như thế này thì đối với mình thì nó đã rủi ro khi nó đã có một cái cây bị bán 60 mấy triệu cổ phiếu như thế này rồi. Cái vận động phía sau này thông thường sẽ rất khó phân tích, nên là kỳ vọng nó sẽ test lại được đỉnh. Đối với mình thì khả năng con này test đỉnh vẫn có, bởi vì hôm nay mình bán khối lượng nó không quá cao và đặc biệt là nó mới nhú lên trở lại. Nếu nó nhú một cái biên quá lớn thì nó sẽ hơi khó, nhưng nó mới nhú lên thì kỳ vọng nó có thể hồi. Bét này, những con này thì không tích lũy lại mà rủ xuống thì bình thường. Khi nào nó quay trở lại bước lại giá 40 thì mình lao vào. Anh chị lưu ý đó, một số mã cổ phiếu như thế này thì phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi. Còn anh chị mà chúng ta mua mới nó rủi ro. BLC là bước lên cái vùng giá 48 gặp áp lực điều chỉnh ngắn hạn thôi. Con này thông thường nó sẽ phải retest ở đây một khoảng thời gian rồi, tích lũy lại rồi nó bước lên thì nó mới ra điểm mua. Còn đối với những cái điểm nó mới bước lên như thế này thì anh chị chúng ta phải hình dung là lên tới trên đỉnh áp lực bán là nó có, cái nào nó tích lũy trở lại thì mình tham gia trong giai đoạn sau. À, lưu ý đó là dòng dầu khí. Chúng ta nói về ngân hàng này, BIDV này, con này kệ nó chứ cái gì đâu. Nó đã có dòng tiền vào thì trước mắt nó lên 40. 40 là một trong những cái cản mọi thời đại nữa. Cản ở đây khá lớn, giá 40, 44 thì đây trong những cái biên như thế này thì áp lực điều chỉnh đó là có.
nó quay đầu như thế này là bình thường, áp lực điều chỉnh nó rất là ngắn hạn, vì thế những cổ phiếu nào anh chỉ có thì anh chỉ cần nắm thôi, đừng có bán nó làm gì cả. Cái nào nó lên 42 44, ta canh mua gia tăng trong cái chiều đấu phá, còn lúc này nó mới bước lên, trong ngắn hạn nó là đi từ khoảng 35 lên 40 một cách rất là nhanh chóng. Lúc này nó chỉ rụ bỏ những nhà đầu tư cần chốt lại ở ngoài thôi, còn những cổ phiếu nó đang vận động tốt cho anh chỉ cần nắm giữ. À, ACB là những con lợi tức ở trong trạng thái điều chỉnh rất nhẹ nhàng so với một cái phiên giảm 24 điểm như thế này của thị trường. Thì thông thường những cổ phiếu nó anh chị cho nó test là cái phần giá 34.5, bước qua phần này kéo lên 36, 38 năm này nó sẽ rất là tuyệt vời. Ở những cổ phiếu như ACB, các đôi băng thế, cổ phiếu nó cứ cạn đó. Toàn bộ cái phần này đều là hỗ trợ cổ phiếu là anh chị cứ nắm giữ thôi. Cái nào nó bước lại là mình mua, chứ những cổ phiếu này khối lượng giao dịch của nó giao dịch rất là nhỏ. Cho cái biên 24 điểm của ngày hôm nay thì áp lực con khác điều chỉnh chắc chắn nó có rồi. Vậy là chúng ta xem là xung lực điều chỉnh của nó mạnh hay yếu, khối lượng của nó nhiều hay ít thôi. Như CTG hôm nay nó vẫn giữ lại được cái nhịp nè, nó vẫn đợi giá ở đây mà không cho cổ phiếu rớt quá sâu, vì thế nó có cái gap ở đây sớm muộn nó cũng lấp, vì thế anh chị cứ nắm thôi. Khi nào nó vượt lên cái vùng giá bao nhiêu ạ, 35.5 hoặc 36 thì nó lại mua, thế nào vượt qua đây lại mua, còn các vấn đề nó hoạt động dưới vùng này chúng ta cứ nắm giữ nha. MB cũng như thế, Techcombank cũng y chang, những con này về tới những cái vùng đáy hỗ trợ dưới là không phải là các vấn đề quá xấu đâu. Nó là tích lũy một cái biên thời gian rất lâu rồi, lúc này chị chú ý những cái điểm mua của những cổ phiếu này khi nó có dòng tiền quay trở lại. Còn nếu anh chị hoặc chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội á, thì chúng ta nên tham gia vào một phần vị thế đối với những cái vùng giá dưới, dòng tiền nó vào ta đánh thêm trong giai đoạn sau. Vi văn thế, những con này mà nó điều chỉnh nhẹ nhàng như thế này, chỉ giảm đâu đó khoảng 2 like 0.6% trong những cái thời điểm như thế này rất tuyệt vời. Anh gì nó có ta cứ nắm thôi, đây là một trong những cái hỗ trợ cổ phiếu, nó sẽ đợi cho cổ phiếu quay trở lại cái mốc này. Vì thế những cổ phiếu như dòng ngân hàng là những cái lúc mà chúng ta nên chú ý nó trong cái thời gian sắp tới. STB này, những con này bước lên và chỉnh vào hỗ trợ rất là bình thường, nó đang hôm nay có lúc nó kéo lên trở lại, sau đó bị đạp ngược trở lại cho thấy cái sự FOMO ở đây là có. Khi cổ phiếu nó xuất hiện sự FOMO thì thông thường nó sẽ tích lũy lại đây thêm một khoảng thời gian đâu đó khoảng 5-3 phiên gì đó, thì em nghĩ là nó sẽ có những cái điểm mua tốt cho những nhà đầu tư chúng ta tham gia mới. SHB hay Liên Việt thì những con này nó tương đối giống nhau. VIP hôm nay có sự rút chân này, đây là các quá trình nó bước lên điều chỉnh trở lại, khi nào con này bước 48 thì mình lại mua vào. À, những cổ phiếu này tương đối ok ha. TIBank này nó ở kênh trên, áp lực điều chỉnh của nó, nhà đầu tư chốt lại là bình thường. Cái quá trình phía sau này chỉ phù hợp cho nhà đầu tư nắm, chúng ta không nên lấy vào. BBB này, những con này về dưới đây thì anh chị cứ nắm thôi. Khi nào dòng tiền nó quay trở lại thì mình sẽ tiếp tục mua, còn trong giai đoạn này em nghĩ anh chị nắm thì nó vẫn sẽ ổn. Bước lên rũ bỏ xuống tới những cái vùng hỗ trợ, xác suất nó quay lại một cái đà điều chỉnh và hồi phục tăng trở lại vào ngày mai khá cao. Nên anh chị nào có những cổ phiếu này anh chị cứ nắm. OCB này, bước lên rũ xuống, loại bỏ những nhà đầu tư đu bám rồi đây, đúng không? Loại bạn nhà đầu tư đu bám, như thế những cổ phiếu này anh chị nên chờ nó hồi lên. Còn các vấn đề nó ở hỗ trợ lớn thế này thì chúng ta nên bán ra làm gì vậy? Chấp nhận giao dịch cổ phiếu giao dịch khó trong ngắn hạn thì phải chịu thôi. Tức là mức độ đeo bám của nó có, mức độ nhà đầu tư chúng ta FOMO có, mức độ nhà đầu tư chúng ta không nắm giữ được trong ngắn hạn có. Vì thế lúc này khi cổ phiếu nó đã giao dịch khó thì tốt nhất chúng ta nên chờ. Tức là nó đang cần thời gian, chúng ta cứ ép nó nhanh sao mà được. Cổ phiếu đang cần thời gian. Lúc nào bây giờ thị trường nó đang rất là dao động lớn, biên nó rất là cao, có nhiều cổ phiếu nó cứ dao động. Hôm nay trần sàn như thế, cái đó mới rủi ro. Những cổ phiếu dao động trong một cái biên khoảng 5-3% trong ngắn hạn thì cứ để nó dao động đã. Chúng ta nên chờ cái dòng tiền vào một trong những cái hệ thống mới, là một số các yếu tố về mặt là dòng tiền mới, thì chúng ta mới có thể định hướng và xác nhận được những cái dòng dẫn trong cái giai đoạn phía sau. Còn lúc này cổ phiếu điều chỉnh nên đánh giá là tốt. À, anh chị lưu ý số cái điểm như thế. Từ đây chúng ta nhìn về gì ạ? À, trụ này chúng ta có gì? À, Vinhome. Con này vượt 87-88 thì mua thêm, vượt 90 lại mua. Những cổ phiếu này đang có một quá trình tích lũy rất lâu rồi, nên thông thường những cổ phiếu mà anh chỉ có là cái nắm thôi. VIX này hôm nay nó kéo lên, sau đó đạt ngược về trong ấy, trong AC kéo về đâu đó khoảng 102.3. Đối với mình thì con này vượt 108 thì nó sẽ kéo. Còn lúc này nó vận động dưới thì anh chị nó thích thì nên lấy một phần vị thế. Vượt 108 thì chúng ta lấy thêm trong cái quá trình là đánh lên 140-150 trong cái giai đoạn phía sau. VRE này bước lên nè, hôm nay hàng bùng hàng mua ta cộng ở đây về nè, mua T3 về đúng không, cho chút lại thoải mái, coi giá 36 chút luôn, ví dụ mua 32 chút 36 4 giá ngắn hạn mười mấy phần trăm quá ngon. Thì thấy anh chị lưu ý một số mạng như VRE mà đánh giá khá ok, anh chị nào có chúng ta có thể là nắm một chút lại tùy ý. Nhưng mà phiên hôm nay bên mình thì chốt rồi, ăn hay không thì mình không biết, nhưng mà lên trên này thì mình đã chốt bằng giá 36 ít là mình canh bán, chứ không tham gia trong các quá trình phía sau nha. Anh chị lưu ý một số cái điểm như thế. Tiếp theo chúng ta nhìn về giá Novaland, thì con này nhìn chung nó hơi yếu chút nha anh chị nhà đầu tư lưu ý. Đối với những mã này nó lên vùng này nè,
nó sẽ rung lắc và điều chỉnh, đặc biệt là những con này nó mang yếu tố hơi bó cung, nên đâm ra là cái yếu tố cái mặt là đeo bám ở đây nó tương đối lớn, nó có những cái viên bùng nổ ở đây này. Bùng nổ ở đây này, khối lượng lớn mà giá nó không tăng cho thấy mức độ đeo bám nhà đầu tư tham gia phiên này nó nghĩ là sẽ khá nhiều. Masan nó nhìn chung những mã này thì hơi khó chơi, có thì nắm thôi chứ bản thân mà để mua vào thì mọi người sẽ chờ một trong giai đoạn sau. Nó rủ gấp như thế này nó cũng thể hiện được một cái việc là loại bỏ những nhà đầu tư yếu vía, nếu mà quay trở lại việc định được thì mình sẽ chú ý tham gia trong giai đoạn sau. Đối với những cái thế như thế này thì thôi tạm chúng ta quan sát và chờ đợi lại đối với một số mã cổ phiếu dòng trụ nha. Tiếp theo thép là hôm nay có hoa sen nhìn chung là tương đối khỏe và vẫn giữ được sắc xanh ha. Đối với những mã này thì mình đánh giá là nó vẫn đang ở trong những cái pha tạo đáy. Hôm nay mặc dù nó quay về đóng cửa dưới tham chiếu nhưng mà so với thị trường là nó khá khỏe, bình thường những con này nó sẽ rớt sàn hay gì đó, nhưng thông thường trong giai đoạn này nó đỡ giá và tạo ra một trong những cái vùng cân bằng mới ở đây nhìn chung khá ổn. Đối với những mã này nó chỉ có một cái điểm chúng ta chú ý duy nhất là khi nó bứt được giá 38 Hòa Phát như thế, hôm nay dòng tiền vào là khá ok nhưng mà thị trường thế này nó quay lại đóng cửa giảm nhẹ không phải 15 là bình thường. Còn khi nào con này nó bứt giá 48 nó sẽ ra những cái điểm mua rất tốt, chúng ta nó vận động như thế này trong giai đoạn sau thì mình sẽ chú ý thêm. Nam Kim này, những con này cũng như thế, không khác gì nhau cả. SMC, TLH nó vẫn giữ được ở đây và chiếu thủng nên năm ra chúng ta vẫn có thể kỳ vọng được. VGS con này cái nào vượt được giá 50 bước lên thì mình sẽ chú ý. TVN ha, những con này cái nào bước giá 17 chút ít thì chúng ta quan tâm. Lúc này những cổ phiếu mà nó đối với thị trường giảm hai mấy điểm ấy, mà nó điều chỉnh nhẹ là chúng ta có thể chú ý được nó. Bởi vì sao? Bởi vì nó không gặp áp lực quá nhiều từ nhà đầu tư cá nhân, chủ yếu là còn lại những nhà đầu tư rơi rớt thì họ bán, nhưng còn đa phần những người cần bán họ đã bán hết rồi. Anh chị lưu ý ví dụ nhóm chứng khoán là bị đeo bám mạnh này. SSI hôm nay là khá xấu nhưng anh chị nhà đầu tư rớt xuống ở dưới cái vùng này là hơi khoai, kỳ vọng nó không thủng giá 48 nữa. Còn đối với những mã này thì Nam kỳ vọng là nó bứt ở đây, tích lời lại được ở đây bứt lên trở lại thì mua, mà nó rút rủ xuống như thế này thì thôi đành phải chờ rồi. SCM để con này đang về hỗ trợ tốt thì mình nghĩ nó sẽ sideways quanh quanh cái biên này 43-46 quanh cái biên này xuống dưới đây, là ngày mai nó bật lên đây thì nó là gặp áp lực bán. Khi nào nó cân bằng và cần có một dòng tiền lớn nó xác nhận thì mình sẽ chú ý cho anh chị trong giai đoạn sau. SHS hôm nay chung với nhóm chứng khoán không sống được, quay qua đây thì vẫn giữ được trên thôi. Tuy nhiên những mã này thì nó sẽ có những cái mẫu hình phía sau cho anh chị chú ý, giống như mã cốc có tay ở đây đang vào là cái form này. Khi nào nó bước lên được mức giá 54 thì nó sẽ ra điểm mua. Đây là một trong những cái biên cổ phiếu nó lên trở lại đỉnh trước này, tái tích lũy trở lại và bước trở lên thì chúng ta sẽ chú ý. Còn hôm nay khối lượng nó hơi lớn mà nó không đi được mẫu hình này, chúng ta phải bỏ. Ta lưu ý nha, VCI hôm nay thủng qua cái nền hỗ trợ là khá xấu, cái mức tiếp theo của nó về sẽ là đâu đó khoảng 62. Anh chị lưu ý VD, cái điểm buy vote của con này là mức giá 73. Anh chị lưu ý những con này sắp tới nó chia tách rất nhiều lần, và những nhà đầu tư mà chúng ta có hàng nhiều quá đa phần họ sẽ không mua quyền đâu, nên anh chị lưu ý những cái mã này chúng ta hạn chế tham gia. Bởi vì sao? Nó là đánh một cái biên quá lớn. Cái thứ hai đó là mức độ dư địa kỳ vọng nó đã phản ánh được rất nhiều trong những cái dòng như thế này. Ba nữa là thà như nó phát hành ít ấy, mức độ rủi ro nó còn đỡ, mà nó phát hành nhiều quá tức là phát quyền nhà đầu tư tăng số lượng cổ phiếu nó rất nhiều, nộp tiền vào công ty thì đôi lúc là cái yếu tố đẩy giá cao như thế này nó rủi ro cho cổ phiếu, nên thông thường những con này nó ra điểm mua thì mình cũng sẽ không mua, bởi vì mình sẽ chọn những cổ phiếu khác mức độ và trôi nổi còn nó ít hơn. Những cổ phiếu nó trôi nổi nó quá nhiều thì mức độ rủi ro nó lại rất cao. AGR up lên thì thôi, những cổ phiếu này nó quay trở lại test lại cái phần này chúng ta phải chấp nhận, chờ đợi con này nó test lại cái phần định giá 28. BSI này, những con này hôm nay không bứt được thì những cổ phiếu nó không xác nhận, tức là khi nó không bứt được mức giá 42 thì cái yếu tố về mặt là tăng giá của nó không đạt điều cần điều chỉnh đổi nó cứ bỏ ra. BVS như thế, CTS như vậy, những con này nó làm sao là chỉnh lại nhưng mà dòng tiền nó không vào đánh lên thì lúc này cái yếu tố FOMO của nó lại lớn. Những cổ phiếu hôm nay giảm sàn sơ tế nó lại rủi ro, vì thế những con này chỉ phù hợp cho anh chị đánh tỷ trọng nhỏ. Nếu ưa thích thì mình ta đánh lớn, mức giá nó chạy quá cao rồi thì mức độ rủi ro nó lại rất là cao. Thông thường những con này chúng ta canh những cái điểm mà nó vượt đỉnh trở lại, mà chúng ta đánh một cái tỷ trọng rất là bé, đó là khoảng 50% tài khoản đánh vui vẻ thôi, thì những con này chúng ta không nên đánh tỷ trọng lớn. Anh chị lưu ý á, SBS này chỉ kỳ vọng đó khoảng 20 thôi, dưới đây vẫn là hỗ trợ nên nó nghĩ nó sẽ không thủng được đâu mà đứng ở đây. Anh chị lưu ý nha, VIX này, những con này bước lên hôm nay đạt về nền, những con này đang kỳ vọng nó sẽ quay lại tiếp lại cái đỉnh này.
nó đã có dòng tiền vào đây rồi thì anh chị vẫn có thể kỳ vọng một tết là cái đỉnh. Hôm nay là một cái phiên mà thị trường chúng ta bị đồng thuận với cái lực bán, thì ngày mai sẽ lòi ra là cái mã nó là cái mã giữ giá, cái mã đó là mã mạnh để anh chị có thể chú ý. MBS tích lũy nè, bứt phá cũng thành công, tức là không vượt được 42 để leo lên 48, lúc này nó là rất là 38 và rủi ro. Những con này về dưới đây là hỗ trợ thì nó sẽ có một cái biên, thì nên sẽ kể cái biên cho anh chị nhà đầu tư có hình dung là giá 42, giá 38, 37 lên. Vận động trong đây thì chúng ta chưa vào, cái này nó có một cái phiên bùng nổ, khối lượng lớn thì lấy mà nó không đạt chúng ta phải bỏ. Chúng ta phải hiểu là đối với những cái cổ phiếu nó có những cái điểm gọi là điểm mấu chốt, cái điểm đó nó phải đạt cả điều kiện cần và điều kiện đủ chúng ta mới tham gia, nếu nó không đạt thôi chúng ta cứ bỏ ra đặt. ORS con này bước lên đây là cơ hội tốt, là cơ cấu, còn chúng ta không cơ cấu mà để nó rớt lại thì chịu thôi. Cổ phiếu và thị trường mà chúng ta đâu có làm gì có cái nào nó mang yếu tố dễ dàng. Bước lên cái sự quyết định và cái việc mà bán cổ phiếu đi và cái việc lãi lỗ nó rất là đắm cái tâm lý. Bán lỗ thì chấp nhận thua lỗ, mà bán mà lãi mà cổ phiếu nó tăng tiếp là sợ mất lãi, cái nỗi sợ đó bao trùm trên thị trường. Mà lúc này chúng ta cũng sẽ ở trong trạng thái là rất là khó để chúng ta có thể dao động, vì thế trên thị trường là chúng ta phải biết vừa, biết đủ và chúng ta biết an toàn thì mình nghĩ nó sẽ ổn. Vì thế các yếu tố là tỷ trọng đi tiền, tham gia thị trường như thế nào sao cho nó phù hợp và khả năng mất mát của chúng ta tới đâu, thì chúng ta phải biết là trong các thị trường này, các ngoài cái yếu tố kiếm tiền thì các yếu tố giữ tiền mới là cái yếu tố đầu tiên mà anh chị nên chú ý, anh chị lưu ý nha. Tiếp theo chúng ta có dòng gì à? Phân bón hôm nay là coi như là rớt cho anh chị, nhờ tôi những món là chị mong hôi cho anh chị cắt thôi. Đạm Cà Mau thế, những cái phim là xác nhận up hết rồi thì anh chị lưu ý những cái điểm như thế này, hồi lên là anh chị nên xử lý. Last này, những con này nó hôi lên là phải bán, hôi lên là phải bán. BFC này, những con này có một cái vùng hỗ trợ rất mạnh mà tâm thủng buy box như thế này là chị mong hồi thôi, hồi được miếng nào bán miếng đó thôi. Anh chị lưu ý đó là dòng phân bón. Khu công nghiệp chúng ta có KBC này, những con này em có nói với anh chị nhà tôi khi nó sideways nhưng mà khối lượng nó bé thì đa phần là anh chị chỉ nên nắm giữ thôi, không nên làm gì hết, chúng ta không nên đua vào. Mức độ rủi ro của ta rất cao thì nó chạy lên giá 6x rồi, hôm nay nó rớt về mức giá khoảng 11 triệu giá 59 thì xác suất ngày mai nó về giá, nói chung là tương lai nó về giá 56 khá cao, nó sẽ loại bỏ những nhà đầu tư đua trên giá năm mấy. Anh chị lưu ý thà như nó về chỉ 55, 52 xác suất hồi phục nó sẽ có, trên này mình nghĩ nó sẽ hơi khoai. Tita là hôm nay có lúc nó lên trần nó bị đánh ngược nhưng lại thì nói chung là những mã này thì lên cao chặn lại với ai mà đi đua trên này một độ rủi ro lớn quá, bởi vì nó đã có một cái nhịp chạy rút rất mạnh pha phía sau là đánh khoai, thông thường là nó đánh vào cái tâm lý của chúng ta, nó chỉ phù hợp cho anh chị nắm giữ và chặn lại thôi, chứ còn đa phần những cổ phiếu nó không phù hợp cho anh chị ta tham gia mới. Tiếp theo chúng ta nhìn về dịch may thị sản, chúng ta có TNG này. Những con này bước lên thì nó test lại thôi, anh chị nên chờ nó tăng ngược trở lại đâu đó khoảng vực đỉnh. VGT Nam vẽ cho anh chị nhau tư những khả năng retest của nó này, bước lên thì test lại, nó đang test mà nó bước trở lại thì đây sẽ là cái điểm mua tiếp theo của anh chị nếu nó bước thành công. Đúng không? Hôm qua anh vẽ cho anh chị rồi, còn những cổ phiếu nào mình chúng ta FOMO những cái điểm này thì thông thường nó sẽ hay test. Những cái con này đặc tính của nó đánh như vậy đó, nó đánh nó test hoài, như bước lên đây nè, test lại, bước lên mà khối lượng không vào mà đua vào nó lại rớt. Những con này đánh khó lắm, ăn được tiền của những cái con như VGT, TNG phải nói rất khoai, rất là khoai ha. Vì thế thì cổ phiếu nào test thì anh chị có thể kỳ vọng nó bứt lại lực đỉnh này, bởi vì toàn bộ cái vùng này đều là hỗ trợ của nó. Lưu ý ASM, những con này hôm nay nó mở cửa hàng bên em về bán luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái con CBS này nè, nó lục mấy cây rồi bùng nổ nè, lục 3 cây rồi thì những cái con ASM hàng về mình bán ngay. Không thôi là chúng ta phải coi cái từng dòng, mặc dù là cái thế của nó tốt hơn nhưng mà cái con cùng ngành nó có vấn đề, cứ bán cái lại tính sau. Phiên nay hàng về giá trên 25 mình bán hết. Anh chị lưu ý một số cái điểm chúng ta đánh tới trọng rồi nó hay như vậy. Nói chung là nó vào ngắn, chúng ta ra ngắn thôi. Cao su ta có GVR nha, thì con này tích lũy nền tảng lớn thì có thể kỳ vọng cái gì bức định của nó, còn ở đây chúng ta không vào, không ra gì cả. DRC đó, nó dao động trong cái biên như thế này thì ở dưới đây vẫn là hỗ trợ cho anh chị được các bạn. DRI này, những con này vẫn giữ được kênh trên xuống lên, nói chung là vẫn ok. Đầu tư công nãy phân tích rồi nha. Vật liệu chúng ta hôm nay có SBT nên là nhớ ok. Những con này hôm qua bị mẫu bên cốc có tay, hôm nay dòng tiền vào đây là những cái điểm mua này. Không may trong ATC nó bị bán, không phải là vấn đề đâu. Anh chị lưu ý phiên này là phiên xác nhận rồi. Thì thông thường con này sẽ nó sẽ có target ngắn hạn đâu đó khoảng cả 30. Cho anh chị nhờ tư chúng ta nắm SBT, bởi vì nó lên đây được một lần đấy. Anh chị thấy đây thì sự ý chí quyết tâm của tổ chức. Lên đây nó chỉ điều chỉnh để rũ bỏ những nhà đầu tư đeo bám ở đây này, và những nhà đầu tư bị kẹp ở đây, còn cái nhịp bứt phá phía sau này thể hiện ý chí rất lớn của tổ chức. Nên thông thường những cổ phiếu anh chị tham gia điểm này mức độ rủi ro của anh chị không cao, hôm qua nên là về trước cho anh chị nhà đầu tư mã này rồi. HT1 thì đối với mình con này bước lên là đại bán. BCC cũng tương tự. KSB này hôm nay đạp sàn và kéo lên trở lại mức độ rủi ro khi nó dao động lỏng như thế này thì chúng ta hạn chế chú ý và tham gia. Dòng điện chúng ta có BC1 này, những con này hồi được thì bán nha anh chị. Một là nó vận động rất là khó chịu, hai nữa là đặc vị nó không có những cái phiên bùng nổ thực sự nào. Vì thế trước đó là bùng nổ ở đây này,
ba bốn phim sau là nó quay lại, nó test ngay những cái điểm như thế này, tức là phim này nó vào thì phim này nó ra rồi, thì tới những cái điểm như thế này thì chúng ta nên bán, hoặc là chúng ta chặn lại cổ phiếu thì nó nghĩ nó sẽ ổn. Còn bản thân những mặc dù nó trên trên và vận động nó khó chịu quá, đánh nó tương đối khó ăn. GEG này thì hôm nay bị bán ngược trở lại 6,3% và dao động hai đỉnh ở đây, thì cái đường tiếp theo của nó về sẽ là mức giá khoảng 23 trước khi nó tích lũy trở lại ra một cái mẫu hình mới nha. Bao thì lại phân tích rồi, QTP những con này ở trong nhà ta kênh trên bước lên chỉnh đó là đặc tính của những con này rồi. Là anh chị thấy nó bước lên chỉnh nè, bước lên là chỉnh nè, vì thế những con này anh chị phải nắm lâu. À, anh chị lưu ý một số cái điểm như vậy đối với các cổ phiếu trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Mặc dù trên thị trường thì không phải con nào cũng chết đâu, hôm nay có những cái con nó vẫn có thể sống tốt, ví dụ như là HAG hôm nay nó vẫn tăng trần nhưng mà ăn thua mình không biết. Nhưng cổ phiếu nó là chạy một cái gì quá cao rồi, giá 5 lên 15 là 300% tài khoản rồi, đối với trong ngắn hạn mà chạy như thế này. Còn đối với những cái phiên là đua vào ăn hay không thì không rõ nha. HNG đó vẫn ở trong trạng thái tăng trần và bị lục ngược trở lại, tức là test đỉnh không thành công. Và ITQ này, những con này đang có dòng tiền, và đối với những cổ phiếu chạy inox như thế này thì mức độ mà tạo ra một cái trend và xu hướng mới của nó tương đối ok, nó đã có những cái phiên dòng tiền vào rất lớn. Tiếp theo là nó rũ bỏ quay trở lại, rũ xuống đi lên trở lại dòng tiền lần nữa, thì con này có thể kỳ vọng nhân đôi tài khoản. Đối với những anh chị này chúng ta cầm nắm một số mã cổ phiếu như là ITQ và xu thế với dòng tiền ở trong giai đoạn này vẫn là tốt, ví dụ dòng bất động sản của QCG nó vẫn chân đó. Vì thế là đối với thị trường thì không phải con nào mình chết đâu, mà thông thường là trong những cái phiên như thế này thì nó sẽ phân hóa ra những mã nào lên nóng thì áp lực của nó sẽ tương đối cao, những mã nào mà nó làm sao là những mã nào mà nó chưa có chạy hết chu kỳ của nó thì nó vẫn sẽ tăng và nó sẽ có những cái sự phân hóa và vận động riêng. Vì thế anh chị nào chúng ta tham gia các cổ phiếu thì chúng ta lưu ý một số cái mã mà anh em review cho anh chị nhà đầu tư, để chúng ta biết là có những mã hồi lên để chúng ta xử lý, có những mã nào gì ạ, có những mã nào chúng ta cần phải xử lý sớm, tức là nó sẽ không có khả năng quay đầu thì kỳ vọng là nó cứu cho anh chị xử lý. Ba là những cổ phiếu nào nó có khả năng quay lại test đỉnh là cổ phiếu sống thì anh chị có thể chờ những cái test đỉnh của nó rồi chúng ta ra hàng để một cái mức giá tốt thì em nghĩ nó sẽ ok hơn. À ok, thì nhìn chung anh chị có thể thấy mức độ giảm điểm hôm nay thị trường có khối lượng là khá cao, nó đến từ rất nhiều cổ phiếu nhà họ FLC giao dịch với khối lượng khổng lồ và dòng tiền và giá trị những cái phiên như thế này cũng rất là lớn. Thông thường qua những phiên như thế này thì chúng ta sẽ canh những cổ phiếu mà điều chỉnh ít hơn thị trường, những cổ phiếu đang có yếu tố xung lực đợi giá tốt hơn, vận động khối lượng của nó nhỏ hơn thì mình sẽ chú ý nó trong các giai đoạn phía sau. Còn đối với lúc này thì đang nghĩ là một trong những cái điều kiện rất là cần thiết để thị trường ta bước vào một trong những cái nhịp đảo tiền mới. Anh chị lưu ý một số cái vấn đề như thế của thị trường ha. Ok, thì nhìn chung là đối với cái phiên dao động như thế này thì anh chị hãy cẩn trọng đối với các dao động của những cổ phiếu đã lên nóng, tập trung chú ý vào những cái cổ phiếu đang có dấu hiệu tích lũy tốt và một số cái yếu tố dư địa trong các giai đoạn phía sau. Đặc biệt tuần này là cái tuần rõ rỉ thông tin ra, vì thế chúng ta cần phải quan sát và chú ý kỹ hơn vào các vận động của thị trường ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, cũng như là nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ Nam ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối rất là vui vẻ, một sự tăng giá trở lại của thị trường vào ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai.